Sáng ngày 6 tháng 4, có rất đông người thân và bạn bè đã tập trung tại nhà ông Hồ Tá Lực trên đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân vụ rơi trực thăng. Trong số 4 hành khách trên trực thăng bị rơi thì có tới 3 người trong một gia đình, gồm ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội, vợ ông Lực, bà Hồ Thị Oanh, chị ông Lực. Người còn lại là bà Phạm Thị Bê, bạn của gia đình cùng đi chung chuyến bay. Khi hay tin tai nạn, vào rạng sáng nay, một số người thân trong gia đình ông Lực đã tức tốc bay ra Quảng Ninh. Biết tin dữ, nhiều người trên đường Tôn Đản cùng nhau đến dọn dẹp, chuẩn bị hậu sự để đón các nạn nhân trở về. Em là cháu thôi, nhưng mà em cũng khi nén mới xúc động để mình giải quyết cho gia đình nó. Từ mấy đứa em, mấy đứa em còn nhỏ, mình là anh, mình cũng muốn là cho mấy đứa là bớt hoảng loạn. Nói chung là như vậy. Cái vụ việc là em đã biết hồi tối hôm qua rồi. Đó là cũng có bà gì ở Hà Nội là thông báo về là em biết rồi, nhưng mà em cũng giấu mẹ là sợ mẹ sốc rồi đó. Đó, chứ là cái mong muốn của em là em cũng muốn thôi cho ngoài nó hỗ trợ cho đưa xác của cậu của mẹ về về sớm. Đó để lo hậu sự thôi, chứ còn gia đình là cũng muốn như vậy thôi. Được biết, gia đình ông Lực tổ chức đi chơi vào trưa ngày 5 tháng 4. Cả đoàn gồm 7 thành viên, trong đó có 4 người được ghi nhận đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi. Theo anh Hải, cả 7 thành viên trong đoàn bay ra Hải Phòng, sau đó thăm thú Vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Tuy nhiên, đến chiều ngày 5 tháng 4 thì cháu ngoại ông Lực bị sốt. Do vậy, con gái và con rể ông Lực phải chăm con nên thoát nạn.